nãy mình đi chơi nha các bạn. Đấy, giờ các bạn đi theo mình nha. Đi rồi. Tao 10 năm chưa trách ai mà. Ê, đụng xe, đụng xe. Mình thì Sài Gòn này rất là đẹp đúng không các bạn. Nay mình với em gái mình đi báo nữa các bạn. Đấy, báo cho Sài Gòn này coi nó như thế nào các bạn. Sài Gòn này cảnh rất là đẹp đúng không các bạn. Hả? Em gái mình các bạn. Đấy này ha. Bên xe là phải đi nhanh các bạn. Đấy. Trên đường đẹp lắm các bạn, nhiều chỗ chơi lắm các bạn, thấy không? Các bạn thấy tòa nhà cao nhất Việt Nam chưa? Đấy, trời ơi các bạn chưa thấy tòa nhà cao nhất Việt Nam nó nằm ở đâu đâu các bạn? Đấy. Các bạn thấy không? Tòa nhà mà cao nhất ở trên Việt Nam á. Đường xa bụi bặm đi. Bây giờ mình sẽ đi mua cây xăng các bạn. Chụp đèn xanh đèn đỏ. Giờ mình đi đổ xăng nha các bạn. Em gái mình nó đi đổ xăng các bạn. Chạy xe tới hết xăng rồi đi đổ xăng luôn các bạn. Quay đứng, quay đứng, quay ngang đi. Rồi. Quay ăn nha, mình tên anh là nhân vật chính đó các bạn. Mình là nhân vật chính nha. Đổ xăng cho con 100 ngàn. Mua xăng 100 ngàn nha các bạn. Chặt chỗ quá các bạn, mình đâu mua xăng đâu đó.
mình rửa cho sạch các bạn, nó còn hôi mùi nước mắm. Đúng, đổ cho con sạch ngàn đúng. Luôn tăng các bạn đấy. Đang ngày này bệnh luôn chú. Anh như thế này á. Bây giờ nó còn nó kia thì chú đổ cho xe con nữa. Rồi. Cái gì đấy? Ấy dữ lắm. Hello các bạn nha. Mình mua xăng cho em gái mình cầm bên về các bạn. Thấy các bạn thấy không? Sài Gòn này rất là đẹp đúng không các bạn? Đấy các bạn xem mình hết xăng các bạn. Mình không đổ đâu, chút nữa mình lấy ké các bạn. Vinh, lên xe. Lên. Đã xe chạy về các bạn. Sài Gòn này rất là đẹp luôn các bạn. Bây giờ mình quẹo qua đường que bánh con số quét kéo danh tạm. Đấy, các bạn thấy cỏ nhân tạo không ạ? Giờ mình mua xăng xong mình chạy về các bạn. Đây là công viên 30 tháng 4 nữa các bạn. Các bạn không biết gì các bạn cứ qua đây mình chạy nha các bạn. Công viên 30 tháng 4 hot nhất Việt Nam ấy. Đấy, như ở dưới Sóc Trăng cũng có công viên Phú Lâm các bạn. Ở đây thì có công viên 30 tháng 4 nè. Đấy, công viên này rất là đẹp đúng không các bạn? Rửa giờ mình chạy vô công viên cho các bạn coi nha. Đấy, đường nhà nhà các bạn, tại mình đi giờ nữa là nửa tiếng các bạn ha. Mình đi mua xăng các bạn, đấy, mình đi mua xăng đốt chiếc xe này luôn các bạn. Giờ tới ngã ba này là tới đường vô nhà mình nha các bạn. Đấy, quẹo vô trong đây là tới. Tòa nhà cao nhất Việt Nam chưa? Đấy. Nhạc phiêu cháy bằng anh như là công tượng. Anh là người con của dòng sông nước, dùng đất 83 chiếc lô quê anh cánh đồng luôn mét trùng quyện một mua xăng đốt xe các bạn. Giờ tới thì xe đèn đỏ nữa mày. Apollo là tới nhà mình đó các bạn. Giờ mình vẹo qua dòng xe An Lạc ở đây các bạn. Giờ mình đi qua dòng xe An Lạc là tới nhà mình các bạn. Đó, mình móc số mà mình không có đá da các bạn. Mình chưa móc không. Mình đi sau chiếc xe này các bạn. Đấy. Đấy, mình có xe hơi bảo kê các bạn. Đấy, có xe hơi bảo kê là mình chạy theo xe hơi các bạn. Khi mình qua xe hơi xong rồi mình sẽ bẹo lái qua từ từ các bạn. Tới nhà mình đó bạn. Đấy,
đây các bạn thấy hẻm này nè các bạn thấy không? Đấy, vàng cây xanh luôn các bạn. Đấy, Sài Gòn này ta trồng cây không các bạn. Đấy, bây giờ tới nhà bà này thì mẹ vô chạy thôi thôi. Đấy. Bạn thấy xe mình nó kêu nhi 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 không? Đấy. Mẹ nha các bạn. Đấy các bạn thấy không? Giờ tới nhà mình đó bạn. Em gái của mình nó đi tới nhà các bạn.